Hello, Tuyền xin chào cô chú anh chị và tất cả mọi người đã quay lại kênh Nút Kim Tuyền Hàng Nhật Bản nha. Đây hôm nay Tuyền lên 68, 69 số mình chú ha. Đây, thì cũng có một ít khóa dòng khóa đồ thanh lý bánh xe. Đó, thì kéo, búa, cũng đồ nghề thì cũng có nhiều đó mấy chú ha. Thì mấy chú xem được cái số nào mà ưng cái bụng thì chốt thì gọi cho Tuyền. Rồi hình thức thanh toán bên Tuyền á, nếu mà ship COD nhận hàng thanh toán thì cô chú anh chị mình thanh toán tiền tiền ship ha. Còn đơn mà 300 trở lên á, chuyển khoản thì Tuyền sẽ có ship luôn. Đó. Rồi, để nhà nhận được thông báo sớm nhất thì mấy chú xem video ha. Nhớ nhấn một nút like và một nút đăng ký kênh thì khi mà Tuyền đăng lên video lên thì mấy chú sẽ nhận được thông báo sớm nhất. Có khi mà không biết sao mà video lên có khi là cả nửa ngày rồi mấy chú mới nhận được thông báo nữa, không biết được. Rồi bắt đầu mình vô số 1 bánh chú ha. Số 1 thì bánh xe đây, bánh xe số 1. Bánh xe này mấy chú mua nhiều cũng có luôn nha. Từ giờ về số lượng nó nhiều hai sọt lắm. Đó. Bánh xe này phi 38 à, nó cao từ đây lên đây thì 50. Đó. 5 phân á. Đó, bánh của nó thì hai cái là cố định ha, hai cái xoay mấy chú nha. Rồi số 1 là 60.000. Rồi số 2 là phi 50. Số 2 phi 50. Này, phi 50 mấy chú ha. Đó. Bánh này thì hai bánh cũng cố định, từ dưới đây lên đây là 65 anh chú ha, 6,5 phân. Đó. Rồi số 2 ha, hai cái cố định hai cái xay. Rồi số 2 70.000 luôn. Rồi số 3, đây số 3 bánh xe đỏ nha. Đó. Ngày nào mình Tuyền cũng chọn bánh tại vì bánh này á Tuyền cũng không dám lạnh trước nữa, tại vì giờ nó cũng còn bánh nó bị xét cũng nhiều lắm nên phải soạn ra. Rồi mà soạn ra cái nào đẹp nên mới lên video nè, đẹp là thì gửi cho mình chú cái đẹp vậy ha. Đó, bánh này thì giờ nó hết khóa rồi mình chú ha, không còn khóa nữa. Phi của nó là 150 ha, bề ngang gần 5 phân, nó cao gần 1 tấc 850 mình chú ha, cao gần 1 tấc 850. Bánh nhựa thì chạy, bánh nhựa này nó chạy bộ này á, nó không có khóa mà nó nặng 7 kg mấy chú nha. Sắt nó dày á. Đó. Nhựa rất là ok. Mà vì bánh này giờ nó chạy thôi. Đó, thấy không? Lúc nào mình lựa mấy mặt bít này nó sáng ha. Chứ cái lô này nhiều thì mấy cái bánh xét nó cũng nhiều lắm. Mấy bánh xét này nó nhiều. Rồi cái bộ này số 3 giá của nó là 350.000 mấy chú ha. Phật ơi à. Cái này nó có cái nó cũng chạy dữ luôn nè. Đó. Cái này nó có chạy ha. Đó rồi, số 3 350.000, chuyển khoản bao ship. Ship là hơn 50.000 rồi mấy chú nha. Thì bộ này nếu mà chuyển khoản thì tính ra bộ này mấy chú mua có 300.000 chứ nhưng không tới. Rồi số 4 là dũa kim cương. Đây, dũa kim cương ha. Dũa này một mặt bên đây là mặt bán nguyệt nè, bên đây mặt phẳng nè. Mấy anh chú ha, dũa dao, dũa kéo. Dũa mà kéo mà mấy anh chú cắt lục quá mấy anh chú phải mở ra, tháo ra, tháo ốc ra mới dễ mài. Con này mấy anh chú có cái dũa này mấy anh chú liếc là nó bén luôn. Rồi, số 4 120.000 nè. Rồi, số 5 ha. Số 5 là kéo cắt vải. Đó, mấy cái kéo này á, thì cũng là đều là kéo cắt vải, kéo mới chưa xài. Cái này là nó dài được 26 cm nè. Quên đó, Tuyền quên nãy đầu video Tuyền quên nói cái vụ mà tình trạng mấy anh chú chuyển khoản. Trời ơi mấy anh chú chú cô chị cô mấy chị mấy anh mấy chú mấy chị gì chuyển khoản Tuyền á thì mấy anh chú giống như mua số 5 số 6 gì á, chuyển khoản á mình ghi á nội dung á là mua số 5 số 6 đi. Hoặc là chuyển khoản với nội dung là để cái số điện thoại của mấy anh chú mấy anh chị á, mấy anh chị nào mà chốt hàng á mình để cái số điện thoại á, nội dung để ghi cái số điện thoại giùm Tuyền đi.
Rồi nhiều người chuyển khoản, cái lúc tiền lên nhiều người chuyển khoản quá mà không có, có người ghi không có ghi nội dung luôn để mua hàng không à, trời ơi em không có biết ai luôn á. Rồi khi mà chuyển khoản xong rồi không có báo em luôn, em cũng không biết ai mà luôn. Mỗi lần tra ra nó lâu lắm, tại vì số tiền nó trùng trùng với nhau không à. Đó mấy anh chị á, lưu ý cái chuyển khoản giùm em ha, chuyển khoản nhớ ghi rõ nội dung, hoặc là chuyển khoản xong rồi báo em giùm cái. Rồi số 5 ha, số 5 130.000, kéo này dài 26 xăng. Rồi cái này số 6 nè, dài 29 xăng ha, hôm nay tiền không test ha. Nói chung là hàng này tiền quay nhiều rồi, test hoài luôn ha. Rồi số 6 ha, giá của nó là 150.000. Số 7 cái này là dài 31 xăng. Cái này là to đùng, dài thường thuộc luôn. Rồi số 7 170.000. Rồi số 8 nè. Số 8 bữa nay bào. Nay tiền có sọng bào ha. Bào đủ loại đủ kiểu luôn, mấy nó nhiều kiểu quá tao không biết nó làm gì quá trời quá đất. Này nó cử nó làm gì nè. Kiểu nó vậy rảnh nè. Này tụi không có vệ sinh luôn á, tại vì sân giới nè, in sa băng này dán chắp tem tem rồi. Rồi nguyên con bào bào này ha. Rồi 4 cái 100.000 luôn. Rồi số 8 ha, số 8 100.000 kiểu này. Rồi số 9. Quên. Quên đôi mình chúng hình dung nó dài nó ngắn ra mà sao nữa. Để mình để tiền hảo. Tổng thử cái đo nè, đây. Cái này nó dài 14 nha. Quên nãy rồi quên đo. Bạn nghe mặt lưỡi nó tầm 3 phân nè, lưỡi mà bào được á, 3 phân á. Rồi cái này nó mũi gì luôn, cái mũi này nó ngang nó tầm phân rưỡi, bàn này nó dài tới 24 năm. Cái này lưỡi bào của nó được 3 phân rưỡi nè, cái này nó có hai mặt lưỡi nè, cái này dài được 21. Rồi ê, cái này nó hõm nè, hổm cái này nó dài được 18 à. Cái lưỡi nó tầm 9 ly. Rồi cái bộ này số 9 ha, 100.000. Mấy anh chú xem cái bộ nào mà mình thích hợp mình sử dụng thì cứ chốt đơn thì nhắn cho tiền ha. Rồi số 10 nè. Đó. Có cái bên ấy thì mấy anh chú về tháo ra mấy anh chú mài lại nha. Rồi cái này lưỡi của nó là 3 phần rưỡi ha. Cái này nó dài được 18. Cái này nó dài được 20 nè. Lưỡi to ngang chỗ bào nó là 4 phần rưỡi nè. Lưỡi này đẹp ha. Cái lưỡi này xéo ngang này của nó là 2 phần. Cái này dài của nó là được 24. Đó. Rồi cái này số 10 ha, 100.000. Số 10 100.000. Rồi 11 nè. Cái lưỡi này ngang của nó cũng xéo của nó tầm cũng 2 phân luôn ha. Này dài được 24 năm. Cái này ngang của nó là 4 phân. Này dài 21 ha. Cái bào còn đẹp mới không mà mấy anh chú ha. Này, có cái là tiền không có vệ sinh đánh xét mấy cái này. Này 15. Lưỡi ngang này của nó bào được 3 phân rưỡi. Rồi số 11 là 100.000. Rồi 12 một cái ha. Cái này dài được 26 năm. Lưỡi ngang này của nó là 2 phân 2. Cây này thì nó có ba ngấn vậy ha. Cây này nó nhìn nó to mà nó nặng. Cây này nó dài được bề ngang bề rộng để cái số xuống là 7 phân rưỡi ha. Đó. Rồi số 12 70.000.
Rồi số 13 một cái bằng bào bự, cái bằng bào này nặng chà bá luôn. Cái này nó dài được 29 nè. Cái lưỡi bạn bào nó gần 6 phân mấy chú ha. 5 phân rưỡi. Rất là nặng luôn, số 13 80.000. Rồi 14. 14 hai cái bắn silicon mấy chú ha. Hai cái. Cái này nhìn nó xét xét dơ dơ. Nhìn nó rỉ dơ dơ nhưng mà xài ok mấy chú ha. Này, là so bấm rất là ok luôn nè. Đó. Ngon lành cành đào ha. Rồi cái này là của Tajima nè. Chóc nó ta chóc tem rồi. Đây, nó còn đây. Tajima đây nè. Đó. Rất là ok. Đúng thừ luôn. Rồi số 14 cặp này 70.000. Rồi 15. Ây da. Cái này, cái mà ní này rất là nặng mấy anh chú. Cái này nó. Rồi cái này nó được 1,5 tấn mấy anh chú nha. Cái này nó chà bá bự luôn. Nè nó để là 1T5 nè, 1T5 là 1,5 tấn. Cái này một cặp này luôn. Rồi cặp này sắt mà nặng dữ thần thiên địa vậy. Cái này gần 2,5 kg đúng không ơi. Quá trời nặng luôn rồi. Rồi cái này số 15 ha, 90.000. Cái mani này tải 1,5 tấn nha. Con lành cành đào. Rồi số 15 ha, 90.000. Rồi số 16. Ây da. Đây mấy cái khóa nè. Cái này cái này khóa 21 nè. Cái này 17. Cái này tôi không có vệ sinh nha nhưng mà miệng rất là đẹp. Cái này 14. Đó. Rồi cái này tôi có đo rồi nè. Cái này 14. Cái L. Cái này để xuống 20, 20 nè. Có dụ có cái 20 nữa hả? Cái này nó có chỗ xét. Cái này 21 nè. Cái này 17. Mấy cái này còn đẹp nha chút ha. Rồi. Cái cộng này là 17, 19, 21, 23. 17, 19, 21, 23. À mấy cái miệng còn đẹp em chú ha. Như nãy có thấy cái có nào đứt mà ta. Biết cái nào. Cái này đẹp. Rồi cái này cũng đẹp luôn ha. 17, 19, 21, 23. Rồi. Cái combo này ha, số 16. 100.000. Cố vô điện của Nam lại trễ gì ta. 17. 17. Cây này 21. Cái ba cháu này là 10, 10, 12, 14 nè. 10, 12, 14. Đó. Ê. Trời ơi ngày nào ông cũng lại lấy hàng mà mày cũng sủa ông rồi mày ngon rồi. Đi vô. Số 12. Cái này 12. Cái này 14 nè anh chú ha. Cái này đầu đầu 12, đầu 14. À có cái 21 đây nè. Cái này 21 hư nè anh chú ha. Đây cái 21 này nó bị nứt đây nè. Đó. Cái này 17, 19, 21, hai cái 21, 21 ở đây, 21 ở đây. Ha 21, 21 ở đây, 19, 17. Cái 19, 17 còn đẹp. Cái 21 ở đây còn đẹp, có cái bên đây nó bể nha. Rồi số 17 70.000. Rồi cái này 14, hai cái đầu này 14 luôn. Rồi hai cái cộng này 10 14 17 19 21 nè. Mấy cái tê này đó, cái tê này ố mấy cái cộng này còn đẹp lắm chú ha. Đúng rồi miệng nó còn đẹp á. Này thì nó hơi chốc xi si, nó áo một lớp mà xét ở ngoài phải không vệ sinh đó. Rồi cái này thì nó 17, 19, 21, 23 nha. Nó
cái dấu cộng. Rồi cái này số 18 ha, 90.000. Này mày gói hàng đi, ship đi là bán quái cho đậu luôn. Rồi số số 19 nè, 19 mũi khoan gỗ. Cái này mũi khoan gỗ Minh Chú ha. Ê, 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 ê. Đây mấy mũi khoan gỗ này còn đẹp luôn ha, bán luôn. Cái này cái này 27 nè, 27 ha. Cái cốt này là cốt cốt 12 hả? Cốt 12. Có cái gỗ không? Có hả? Nó chạy nè. Rồi cái này 30. Cái này 30. Này mấy chú nha. Mũi nó còn bé. Rồi ok anh. Cái này 18 nè. Đó, mũi này còn bén lắm luôn nha. Mấy cái này có mấy cái mũi mũi đục mọng hả? Đúng không? Mấy này mũi mũi, mũi nhỏ nè. Ồ này mũi nhỏ xíu nè. Cái này mũi 30 ngắn. Nói chung là nó lộn xộn số, nó không có bị trùng số đâu mấy chú ha. Cùng số thì cũng phải luôn, có số dài số ngắn. Nè cái này 15 nè, 12 nè, hai mũi này 12 nè. À, mũi này không thấy số luôn. Rồi cái mũi này mũi 6 chút xíu. Rồi cái combo này số 19 nha, 180.000 khoan gỗ. Rồi số 20, 20 bộ bánh xe mấy anh chú ha. Anh mấy anh mấy chú, đây bộ bánh xe. Cái này nó để 5 nhân 11 phần 4 tức là 125. Đây là 125 nha, bề ngang của nó là 3 phân. Rồi cái hiện bánh là nó kiểu kiểu này mấy chú ha. Nên mấy chú về bắt ốc hoặc là mấy chú hàng luôn ha. Thì sẽ đo từ đây. Từ đây nha, từ đây xuống là nó 1 tấc rưỡi ha. Nó cao 1 tấc rưỡi á. Rồi bánh nào cũng xay mấy chú ha. Nè, bánh nào cũng xay ha. Thì tình trạng bánh nó như thế này. Đó. Thì mấy cái hàng này là tiền nó có một còn một bộ thôi ha. Cái này là hàng tiền gom là gom kho thanh lý rồi. Mấy cái hàng này nè. Cái này nó dính dơ thôi. Đó. Có cái bánh thì cũng còn đẹp lắm. Còn cái bánh thì cũng có chày. Rồi số 20 ha, 150.000. Bánh này không có khóa nha, bánh nào cũng xoay hết. Rồi 21. Đó, mấy cái bánh này thì nó bằng nhau nhưng mà nè. Nè mấy chú ha, nó bằng nhau nhưng mà cái màu đen nè, cái màu xám nha. Tổng số thì bằng nhau hết. Đó, bánh này bây giờ bộ này có một cái bánh chết một à. Còn này thì ba cái xoay. Thông số bằng nhau. Cái này phi 100 á. Cái này phi 100 á, ngang của nó là 3 phân mấy nè. Đó thì nó cao là 13 năm, 13 năm ha. Đó, thông số nè. Bằng nhau nè ha. 100 nè nhân 33 nè. Đó bây giờ là nó còn vậy không hả mấy chú ha. Nó bằng nhau nhưng mà nó không phải là một bánh một của một loại. Cho nên là tiền thanh lý bộ này 100.000 ha. Cái này có một cái có khóa. Bộ này có một cái có khóa nha. Rồi số số mấy đâu rồi? Số 21 ha. Bộ này 100.000. Rồi 22 nè. Hai
22 cũng vậy, 22 thì bánh cũng y chang vậy luôn, thông số y chang vậy đó. Mà bánh này bánh kia nè ha, đây màu đen nè, đây màu xám nè đó. Đó, y chang vậy luôn, bằng nhau hai cái. Cái này là bốn cái đều xoay mấy chú ha, không có khóa. Rồi số 22 ha, 100.000. Rồi 23. 23 đây là một cây búa nhổ đinh. Cái đầu đũa nhổ đinh còn đẹp nè mấy chú ha. Về mấy chú làm cán. Làm cán nha, không có cán. Rồi cái đầu búa này nó nặng 1,5 kg. Búa này 1,5 kg nữa ha. Hiệu con voi nè. Đó, đầu búa thì búa bắt giác nè. Có dấu đóng vậy ha, còn đẹp chứ. Ok. Rồi hai cái đầu búa này ha, số 23 100.000. Rồi 24. 24 búa, cái này búa Bakuma. Bakuma ha. Cán của nó. Đây chấp nước xi nhẹ ha. Chấp xi nhẹ ở đây. Đây chấp hơi nhiều. Cán cho này nó nứt miếng. Rồi, đầu nhổ đinh còn đẹp. Đồ đóng cũng ok, không có bị tè đầu. Đó, rồi số 24 ha, 90.000. Rồi cây này 20 số 25 ha, 25 thì hiệu Bịt khay gì đây. Rồi cán còn đẹp. Cái này nó cũng chấp nước xi mấy chú. Đây ha, chấp nước xi lên lại. Bút khay, bút kỳ gì đó, bút kỳ. Đây đầu nhổ đinh cũng còn đẹp ha. Đầu đóng cũng còn ok đó. Rồi số 25 ha, 90.000. Rồi 26 là combo búa. Ông ngày bán chắc 4 sọt búa. Chưa hết. Cái lô hàng gì mà búa thấy nóng lạnh thì chứ. 4 sọt rồi đó. Đây cái búa nhổ đinh này ha, cán đẹp nè. Takai gì, Takago gì nè. Cán này, cái này nó chóc xi thôi ha, chứ miệng búa rất đẹp. Nó đầu đóng cũng còn đẹp luôn. Cái này chóc xi cho này cho nó bị nước này xét. Này nhỏ nhỏ xinh xinh thích hợp cho mấy chú gia đình thầy. Một cái đứa đầu tròn ha, đầu tròn khá đẹp. Cái đầu búa bên đây bắt giác. Có vị tè bên đây xíu nè. Đó, cái búa đầu vuông, cái đầu nhọn. Rồi số 26 ha, 120.000. 27 nè. Chết mẹ cái tay. 27. Đây. Búa nhổ đinh. Tay cầm còn nhựa đẹp. Cái đầu nhổ đinh ha. Còn ok. Đầu đóng nè. Còn đẹp luôn. Cái đầu này. Cái gô ghĩa. Sâu quắc. Cái đầu này đẹp nè. Đầu hay cưng quá ha. Nhỏ xíu. Mini. Rồi một cái đứa đầu vuông. Một cái đầu này quốc. Rồi cái combo này ha. Số 27 120.000. Số 28. 28 là 3 cây. Đây, cái này mấy cái này giống như gõ gì á, gõ đóng đóng buốt gì không biết nữa làm gì. Rồi một cái đầu đóng đinh cây này còn đẹp nè. Đầu đóng còn đẹp nè, cái này nó có móc đinh nè, từ có 500 và để trong đây nè. Có mộc. Cái đầu nhổ đinh nó bị quéo. Nó cúp lại, cúp lại. Cái này nó bị chóc xi nhẹ. Cái này của Đốc Du. Cán dài thường thường luôn mấy cha. Tay cầm nó xấu xấu à. Cán này quá trời dài luôn. Rồi cái búa hai đầu tròn. Của búa đầu bắt giác. Búa này nó cán cũng còn cứng thừa. Rồi búa này còn đẹp nè. Có tay cầm. Rồi số 28 120.000. 29. 29 một cái búa đầu bi. Trời mặt nó gỗ. Nó sần hết trơn rồi. Búa hai đầu tròn. Còn khá đẹp luôn. Rồi một cây nhổ đinh. Cây này đẹp bá cháy. Cây này không biết cây quấn giải, chim giải gì mà nhát vào đây. Cây này nhổ đinh này đẹp lắm chú ha. Đóng đinh nhổ đinh đẹp nhưng mà cán xấu quá. Cán nó bị mục rồi. Cán nó sần sần sụi.
còn mấy chú đánh bóng lại cũng được, để thanh vô, nếu bằng nó mấy chú chim lại hoặc là tra lại nha, niêm lại là ok, nó còn sực sực. Mà cái đầu này nó rất là đẹp. Rồi số 29 ha, 120.000. Rồi số 30 cái búa này nặng mà cố luôn. Cái này búa này gần 2 kg. Chính xác 1,9 kg. Cái búa bát giác nè. Búa 1,9 kg luôn ha. Cái đầu búa thì nhìn nó mà nó sần vậy ha. Nó không có bị tè đầu. Mà bằng 1,9 kg nó mọc đây mà nó sần không thấy mọc. Rồi cái búa này số 30 ha, 140.000. Rồi số 31, 31 cây cây kìm cắt cáp. Cây kìm này nó cắt được 6 mm anh chú ha. Cái này nó sần ở đây ha anh chú, nó sần ở đây. Lưỡi thì còn rất là đẹp đây. Đó, lưỡi đẹp ha, cắt cáp nè, cáp 6 mm nè. Cái này của MCC ha. Đây. Lưỡi không mẻ MCC. Chóc xi nhẹ ha, tay cầm. Tay cầm bị xấu nè. Này mình chú cắt lại nó sáng lưỡi lên ha. Không mẻ lưỡi. Rồi số 31 ha, 140.000. Rồi 32. 32 một cặp cảo. Cảo nè. Cảo này nó dài dài dữ ạ. Cảo này nó dài 50 mấy chú ha. Từ trên xuống 50 luôn. Cái này nó kẹp bề ngang qua đây là nó từ tính từ mí này qua tới sát trong cái cây này thì nó 3 phân ha, còn hết cái thanh này là nó 4,5 phân đó. Rồi cái cặp cảo này số 32, 100.000. Rồi 33, 33 cây này cây gì không biết luôn. Cây này hãng của nó nè, mát gì hãng này hãng gì không biết mấy anh chú à. Mà cây này làm gì tiền cũng biết, nó mận gì luôn nè mấy anh chú, xem nó có đúng mà cái hàng của mình xứ ấy. Tại vì nhiều khi mấy anh chú làm nghề, mấy anh chú thợ, mấy anh chú biết, còn này nhiều khi lô hàng nó về nó có cái này nè, tiền không biết cái gì luôn nè đó. Rồi sau đây nó mất hết ốc hết trơn rồi mày cha. Cái này nó thay ốc nè, cây này rất là nặng luôn á, thì nó xài bình thường, nó vẫn xài bình thường minh chú, không có liên quan gì đến ốc hết, nhưng mà nó thì nó mắc ốc thì tiếng nói mắc ốc thôi, nó là kiểu vậy nè, nó không biết ngâm có ngâm cú không vậy. Cái để coi cái này ha, cái này nó 10 ly nè. Nó 10 ly ha. Cái này nó 10 ly. Cái này như gì trên đây đây. Đó đúng rồi, 10 ly. Cái này nó dài được là 45 anh chú ha. Rồi số 33 ha, 33 là 200 nghìn. Rồi 34 nè. 34 cây cây kìm MCC. Cái này MBC 450 ha, cây kìm kìm răng. Có rất răng nè. Đây, MCC răng nó còn quá trời đẹp luôn mấy chú ha. Đây. Răng nó rất là bén luôn ha. Đây. Nó răng trên răng dưới gì đều đẹp nhức nách luôn. Cái nước thép nó còn rất là bóng luôn ha mấy chú ha. Nước thép nó còn bóng luôn. Của MCC ha, MCC nhìn cầm lên nó rất là nặng luôn, mọc in chìm ha. Cây này nó dạng dạng như nó có cong nha mấy chú ha, nè nó hơi cong nhẹ nè mấy ha. Bốn xây 450, 450 thì nó hở hàm được này, nó hở hàm được 8 phân 8 phân rưỡi, còn dặn lên nữa. Cái này bề ngang hàm của nó nè 2 phân rưỡi mấy chú ha, cái bề dài ra hàm là nó 4 phân.
Răng ngon quá, xá đẹp luôn. Xay 350. Đây lò xo nè. Đó. Thép rất là đẹp ha. Rồi, cái này số 34 ha, 34 đó là giá của nó là 250.000. Rồi 35. 35 cây này của Hit. Cây này của Hit mấy chú ha. Nè, răng nó nè, không có cái nào mẻ hết trơn mấy chú ha. Đó. Răng này nó có mòn. Xài nó có độ mòn hả ha, không có bị mẻ răng. Xài ok luôn. Cái này 2/4. Cái này hở hàm được 6/5. Cái này xây 350 mấy chú ha. 350. Nó có mọc in chìm. Nước thép cũng còn rất đẹp ha. Nước thép còn đẹp. Nước thép còn đẹp luôn. Rồi cái này số 35 ha, 140.000. Rồi 36. 36 cây này xây 300. 300 cây này của Mitsubishi ha. Cái này Mitsubishi. Mọc đây. Mấy cây này nó chất nước sơn hết à. Đây, răng nó nè. Đó, hàng mẫu đích răng của nó ha, cái thép của nó rất là ok mấy chú ha. Hàng nó hàng đã qua sử dụng qua đều ha. Nó chốc hết nước sơn ha. Cái này nó có rỉ nè, cái này nó nằm có rỉ. Cái này thì còn đẹp. Răng không có bị mẻ cái nào trơn á. Rồi cái này hở hàm được 5/5 mấy chú ha. Rồi xây 300, cái này số 36 ha, 80.000. 36 80.000 lò xo, ok. Rồi 37 nè, 37 cây này là cây MCC, cây này xây 250 mấy chú. Đây. Răng còn quá trời đẹp luôn ha. Đó. Chốc nước sơn. Cái này 250 hở hàm được là 4/5, 4/8 gần 5/5 á. Chỉnh lên chút xíu nữa là 5/5. Rồi số 37 là 70.000. Rồi 38 một cây vít. Cây vít này đây, dấu đóng. Ủa mấy cây này có đóng được. Nước sơn còn đẹp ha. Nước xi còn đẹp luôn. Cây này của Tokyo. Cái này chỗ này bằng đồng nè. Cái mũi vít nè. Cái mũi vít này. Mũi vít BH3 mấy chú ha. Rất là đẹp luôn. Cây này khi mà mình chưa mở ra thì nó dài là được 36-8 ha. 36-8 gần 37 luôn nè. Dài gần 37 luôn nè. Cái này xây nha. Đảo chiều. Đó, khi mà mấy chú đó, đảo chiều, còn mấy chú muốn dài ra thì dặn này ra thôi. Đó, vít xoay. Khi mà dặn dài, chỉnh dài ra ha, nó dài rất là dài luôn nè. Cây này nó dài được 50 luôn mấy chú ha, gần 50. Mũi vít quá đẹp, mũi vít cây này thép đen. Rồi, cây này số 38 ha, 150.000. Rồi 39 nè. 39. Cây này vít xeo ha, cây này vít đóng nè. Cây này nó chóc xi ở đây mấy chú ha. Thường nó nên chỗ này xi trắng mà nó chóc xi nè. Nè, mũi vít còn rất là đẹp. Đó. Mũi vít nó đẹp, ở này chóc xi này nhìn không đẹp ha. Cây này cũng có vít xeo luôn nè. Đó. Mũi vít cái này là BH2 mấy chú ha. Cái này cái mã này là BH2 không à. Một cây vít đóng nè. Ra bằng ha, BH2 nè. Cây này mấy chú BH2 không mấy chú nào. Xài BH2 nhiều thì mình xài cái này ha, cái này cũng có sale nè. Cán muốn ráng. Cái cán mà nó mòn mà cái mũi vít nó không mòn nữa chứ. Đây cây vít đóng, vít dẹp. Cây này cái cán vít này của Germany nè, cây này của Đức. Cây này nó hoa thị bên đây ha. Đây là đầu dấu cộng nữa nè. Còn rất đẹp. Rồi một cây vít dẹp. Dài ha. Cây này dài rất là dài. Rồi một cây hồ lô chà bá bự luôn. Cây này cầm quá trời chắc.
cái mũi vít nó gần một ly luôn. Ủa, một phân luôn á chính xác. Rồi cái này số 39 ha, 200 nghìn. Rồi số 40 nè, 40 cây kìm mỏ quạ. Cây này lotter size 250 mấy chú ha. Cái này kiểu xương cá nhìn nó rất là chắc. Bên đây nó có chạy xíu nè. Lúc xi còn đẹp xương cá. Răng 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 thì cũng có dấu xài rồi ha. Thì mấy cái hàng này là hàng đã qua sử dụng rồi, nó có xài rồi mà còn khá ok mấy chú ha. Rồi cái số 40 ha, 100 nghìn. Rồi 41. 41. Đây một cây kìm. Cây kìm cắt. Cây kìm này nhìn rất là đẹp. Cây này nó dài được 12 năm nè. Một cây kìm mở phe, cây này dài 16. Một cây kìm điện Sipachao 19. Kìm điện này nó xấu một cố luôn, cây này cũ kích to nè. Cây ca bao da thì còn cắt điện ok, cái mặt nó có sần ha, lưỡi nó hở phần dưới nha chú ha, cái còn phần trên nó thích răng, răng nó dập rồi đó, răng nó dập phía trong nó vẫn còn xài được, nó không đẹp thôi. À, cắt canh ca cắt chỗ này nó canh cho nó cắt. Rồi một cái kìm nửa phe, kìm cắt nguyên kiện rồi, kìm này cắt bá cháy luôn, kìm này rất đẹp nha. Rồi số 41, 100 nghìn. Rồi 42 nè, 42 một cái kìm cắt mỏ ngang. Kìm này dài 11, 12 ly thôi. Rồi quá trời bán luôn. Rồi một cây cắt xéo, cây này cũng kép 3. Ôi ôi, cây này cắt ngon lành luôn. Cắt đứt mà không ngon lắm. Rồi cái mũi mũi nhọn đó nè, xài được. Rồi một cây kìm nguội, kìm nguội này dài 19 nha mấy chú. Đó, găng còn đẹp ha. Lưỡi thì thích luôn nè. Ê. Rồi ngon lành luôn. Rồi, cái này số 42 ha, 100 nghìn. Rồi 43 nè. 43 một cây kìm nguội chà bá luôn, cây này của Mary. Cây này là rồi cái lưỡi khỏi cắt luôn anh chú ơi, nó hở chà bá rồi. Có cái găng nè, cây này xài găng lần bá cháy luôn á. Cây này nó rất là to, này dài 21 luôn á. 21 ha, cái này mấy chú xài găng thì khỏi xài miệng. Cắt không có được rồi. Đó, nó hở cả thước luôn rồi, nhưng mà cắt giật ra nó đứt. Rồi, cây mũi này, cây này của Mary nè. Ủa cây này thấy cưng ghê. Cái mũi này nó lạ lạ. Trời ơi, cây này quá chị im luôn. Mũi nó đẹp nữa. Rồi một cây kìm nhọn găng còn ok. Mấy cái cây này nó tầm 12 mấy chú ha. Rồi ơi, đó cây kìm điện tại vì cắt còn ngon lành hơn không. Ủa cây kìm nhọn. Ê, cây bên đây nó bị gì rồi, bị sần mấy chú. Ôi nó bị gì mà nhìn nó độc lạ quá vậy. Cây này Mary cắt mỏ rất là bén, cắt mỏ ngoài bén hơn ra trong mấy chú ha. Rồi số 43 ha, 100 nghìn. Rồi 44 nè. 44 cây này cây mỏ lết, cái này xây 300 ha, xây 300 Kyoto. Kyoto cái này chống oxy nhẹ đây thôi, cái này chống oxy còn chấp nhận được. Cái miệng còn quá đẹp, cái miệng còn rất là thích nên chú ha, chống oxy ngoài miệng còn thích. Chết mẹ rồi, dặn hết ra rồi.
hơi cứng lắm chú, không có gơm chú, cung dữ lắm luôn đó. Đây cái này nó còn khác này là bởi vì cái này còn xài êm luôn. Rồi số 44 mặc dù nó không được đẹp. Rồi 44 70.000. 45 nè. 45 cây này xay 250, cây này của Hit. Hit ha. Đó, nước xì cũng chống nhẹ, mọc in chìm. Tokyo Japan. Đó, cái miệng này cũng còn thích luôn nè. Nhắc thì chờ nó hơi rít thôi, tại không có nhận vệ sinh đó, xài nó trơn chua không có gơ luôn mấy anh chú. Mấy cái miệng này xài ok đó. Rồi số 45 ha, 60.000. Rồi 46 nè, đục. Rồi hai cây đục này ha anh chú, hai cây đục này bản lưỡi nó mặt lưỡi nó đưa lên nè, hai lớp. Cái này á, này 15 ly nè, cái này 23 ly ha. Thâu cán đầu còn ok. Cây này nó dài được 27. Cây này nó dài 25. Rồi số 46 hai cây này ha. 120.000. Rồi 47, 47 cây này 3/6. 3/6 ha. Lưỡi thép hai lớp, cái này bên chú về mài sơ lên là ok. Cây này còn rất dài. Cái này kiểu nó cha nó trên chim đi, cán rất là ok ha. Cây này nó dài được 28 ha. Phần lưỡi đây nó còn dài tới 9 phân ha. Cái này 3/6. Rồi số 47 ha, 150.000. 48 nè, 48 cây này nó dài được 26 ha. Bản đục của nó là 4/8 luôn nè, lưỡi thép hai lớp. Mấy anh chú về mài sơ là ngon lành luôn. Cái bản đục rất là to. Đây cây này nó có nước đây nha mấy chú nha. Nó nước đây xíu nè. Còn cứng thừ ok ha. Rồi số 48 nha, 150.000. Rồi 49 nguyên combo. Combo lớn nhỏ ha. Bộ đục này hôm nay thép thì nó đẹp á. Mấy cái nhìn nó đục này á, mấy cái này nó dài là 22 nè ha, 22 hết. Cây này thì nó dài 20 nè, hơn 20 xíu. Cây này ngắn nhất của nó là 18 ha. Rồi cây ngắn nhất của nó là 3/6 nè, 3/6. Cán khâu ok. Cây này 3 phân nè. Đó, vệ sinh sạch sẽ hơn rồi. Rồi cây này 2/5. Mấy cái thép đục này, này nè. 2/5 nè. Cây này 2/8, 2/8 mà cái miệng lưỡi lưỡi nằm lưỡi ngược lên ha. Nó như miệng cây đục mo vậy đó. Đây, cái chỗ này nó bị chỗ này xíu à. Vẫn cứng khự bên chú ha. Thì nói chung là hàng nó có lỗi như thế nào thì bảo vậy. Cái này 15 ly, cái này 9 ly nè. 15 ly, 9 ly, 6 ly ha. Cái đục. Đều đục rất là đẹp. Rồi cái này nó cũng mo lên nữa nè. Rồi cái này 10 ly. Rồi cái số 49 này ha, số 49 là 400.000. Rồi số 50. 50 cây này cây thước Tajima mấy chú ha, 30 m. Tajima 30 m nè. Cây này còn khá mới luôn. Đây. Cây này mới tinh luôn ha, 30 m. Cái này nó rồi mình quay vô thôi ha. Đó. 30 m. Rồi số 50 200.000, còn như mới luôn. Rồi số 51 nè. 51 cây này giống như cây cắt sên đó chú. Cây này to nha, cây này của Hataya nè. Hataya ha.
Cây này nó có để thông số nè Minh chú ha. Cây này nó để 40, 50 rồi cái gì số này số gì ta? 360 nữa là sao? Mấy chú sao băng. Cái này mình xài mấy chú xài sao mấy chú xài thì em có biết xài. Nè. Đó. Thì mũi nó còn đẹp nha. Cây này nó dài lắm luôn á. Nó bự chứ, bự hơn cây hôm trước đúng không? Hôm trước nữa. Rồi cái này ông khắc chữ thủ công đây nữa rồi. Cây này từ bên đây đo qua đây là nó dài được 15 năm. Rồi số 51 300 nghìn. 52. Rồi lên lưỡi cưa. 52 mấy cái mã lưỡi cưa này mấy chú ha. Cái này mấy chú về làm cán hoặc là nhà mình có cán cưa, mình có cây cây cưa mà có cán thì mình gắn, còn không thì mình làm cán hay mấy lưỡi cưa này rất bén. Cái này lưỡi cưa sắt nè. Đó, mấy cái lưỡi cưa này cưa nhuyễn nè, mình mấy cái lưỡi này nhuyễn mịn ha, lưỡi nó như chưa xài rất là bén. Cái lưỡi này cán cưa cũng dễ thông dụng, nó cũng có cán cưa nhiều nhiều cán cưa loại này nè. Rồi một cái lưỡi này dài nhiêu dữ rồi trời, cái này 330 hả. Rồi tới lưỡi cắt 330. Đây cái lưỡi này chưa xài nè. Rồi số 52 100 nghìn. Năm mươi ba nè, 53. Cái lưỡi này nó dài cũng 330 luôn ha, tới chỗ cắt. Lưỡi này nó mỏng. Cái lưỡi này nó mỏng mình chú nha. Cái lưỡi này ARS nè. Này nó bị chóc xi. Cái lưỡi này như chưa xài đâu mình chú, nó còn rất là nhọn quắc nhưng mà nó bị xi á, bị chữ xi á là nó bị đen đen này nè mấy chú á, mình vuốt sơ cái mặt ra mình xài nó bén. Nó găng nhuyễn. Cái này một lưỡi cưa sắt nha. Rồi số 53 100 nghìn. Rồi 54 nè ha. Rồi tới cái combo kéo. Bữa nay là tuyền mấy anh chú nào mà chưa chốt kéo mấy bữa trước được á thì mình nay mình chốt ngày hôm nay, thì kéo nhiều lắm, kéo combo á, kéo combo trong gia đình đó. Giống như kéo này thì kéo cắt vải ha, kéo vải nhưng mà giờ đó là nó dạng như nó bị xóc xi nhiều rồi á, không có cắt vải được ha. Kéo này tôi kêu kéo bông lúa đó mấy chú, mà tán độc đàng hoàng ha, nhưng mà do nó bị xóc xi nè. Cái kéo này á, mấy chú về mình cắt những cái giấy hay là cắt những cái gì dày ha, cắt bằng cá cũng ok lắm, còn chứ còn cắt vải chắc nó không đứt đâu. Rồi một cái kéo bướm. Rồi cái kéo này kiểu gì đây? Lưỡi nữa, dài thường thuộc luôn. Rồi một cây kéo cắt tôn. Đó. Rồi 1 2 3 4 cây này. Rồi số 54 ha, 100.000. Rồi 55 nè. 55. Đây, cái chữ in chìm là cây này nó nhìn nó thấy cưng lắm mà nó mỏng nè, kiểu mỏng á chú. Cái này ta dùng làm cái gì? Mỏng. Cái cây này thì nó cắt giấy thì rất là bén. Rồi một cái kéo cá ha, cái kéo cá nó có sừng. Sừng trên mặt đây. Cái này nó bị sần cắt không ngon ta.
không ngon mấy. Rồi một cây kép bắt ton, cây kép lên tên thẳng, trời cây bà này nó xấu đau vậy trời. Cây này nó có rỉ nhiều á, nó vệ sinh nhìn nó sần sần. Còn bả sần nha, không bả sần nhưng mà bắt cắt to là ngon lành lắm mấy chú. Bả sần nhưng mà bắt cắt to ngon lành. Rồi combo này ha, số 55 100.000. Rồi 56, một cây kéo bướm, một cây kéo ton luôn. Mấy kéo này hồi nãy vừa quên đo ta, nó tầm hai mấy mấy chú ha, 22, 23, 25 đồ lại lại thôi ha. Mấy cây này thì bén. Rồi một cây kéo bướm nè, kéo này dạng keo kéo của KS5 nè. Mấy cây này lưỡi bén á. Rồi số 56, kéo này dài tới hai mấy á, kéo này đi dài 21 năm. Rồi số 56 ha, 100.000. Rồi 57 nè, 57 cây này một cây kéo bướm ha, kéo bướm cây này nó dài được 18 năm. Rồi một cây kéo cá, kéo cá này dài được 16 năm. Đây cái thép dưới này nó trắng chân ta, hai lớp thép, hai lớp anh chú ơi. Cái này cái này chắc ngon lành bén. Cái này không có chửi minh chú nha, cái này nó còn không bén hoặc như kia. Cái này minh chú ngồi không bén lắm thì minh chú về mài thêm nha. Rồi cái này số 57 ha, 100.000. Rồi 58 nè, 58 hai cây kéo cắt cành, kéo cắt cành kéo tỉa. Cây này của ARS minh chú ha, cái này một cặp của ARS luôn nè, ARS. Rồi cái hàng cả hãng của ARS nè, nhìn nó đẹp. Đâu đưa cây cắt nữa. Trời ơi. Rồi quá trời bén luôn. Thép nó còn ok luôn ha ha. Chút ra. Cây này dài 18 anh chú ha. Rồi cây này cây kéo tỉa luôn. Kéo tỉa ARS luôn ha. Lưỡi nó ố thôi. Tỉa mình cắt nhỏ nhỏ thôi. Rồi. Cái này mấy cái lưỡi này cắt không có bị trơn ha anh chú ha. Đụng tới đâu là cắt đứt tới đó luôn, không có bị trơn ha. Rồi cái này size 18 à. Rồi 58 hay 170.000. Rồi 59 nè, một cây kéo cá nè, nó có cái bao da nó quay. Cái này có trợ lực mấy anh chú, có chữ anh chìm đây ha, nè ha. Mở ra cây này có trợ lực nè, cây này nó dài được 18. Ồ quá im. Rồi số 59 70.000. Rồi cây này 60. Camry. Cây này rất là đẹp mấy chú. Cây này nó cắt kiểu hoa. Rất là bén. Cắt miếng to luôn rồi nó đứt. Rồi. Cực kỳ bén luôn. 60.000. Số 60.000. Rồi 61 nè. Đây combo kéo ha, kéo cắt ton. Nói chung mấy kéo này là ok hết mấy chú ha. Nè cái này mấy chú bấm gấp ha, bấm gấp coi tròn liền, ngon lành. Rồi một cây kéo cá luôn. Mấy cây kéo cá này rồi. Cái kéo này của China. Đây, China anh chìm. Cái nhà bếp. Một cây kéo cắt cành. Rồi cắt cành cắt giấy ngon lành, cắt cành mà đứt không nữa. Rồi cái kéo này cắt giấy với cắt cành gì. Rồi một cái con dao. Đó, cái này combo có dao cây cút. Rồi một cây gọc giấy. Rồi, cái lưỡi nó có sàn xét.
Đó rồi mấy anh chú thích combo nào thì mình chốt nha. 100.000 có kéo bắt tôn, có kéo nhà bếp, đồ bếp sử dụng luôn rồi 61. 100.000. 62 nè. Đó, kéo này đẹp nè, kéo này có lắp ra nè. Kéo này tháo lắp anh chú ha. Mấy kéo này thì thôi, bán cực kỳ. Rồi một cây cắt móng chó. Đó. Thì cái kéo này đi nứt mấy chú nha. Nứt cái cán nè. Thôi nó phát hiện ra để không hôm mấy chú về nhận hàng mấy chú nói hộ nhỏ này nó bán hàng nó nứt đó, nhưng mà nó không nói nứt. Đây một cái kéo cá chữ hình chìm, mấy cái kéo cá chữ hình chìm thép nó cứng thừa mà. Rồi cái kéo này cắt giấy không đứt má cha. Cắt không có ngọt. Cửa đẹp mà. Nào cắt không ngọt mấy chú giờ mài lại đi. Đó, cái này bán nè. Đó. Ngon lành. Rồi một cây cọc giấy luôn. Trời ơi, tắt quạt nó nóng má. Rồi số 62 ha, 100.000. Đó, một combo kéo. Bữa nay kéo cắt cành của tiền soạn nhiều á. Lần nào lên mấy ông cũng kêu hết. Là tiền soạn cho một đống luôn. Đó, trời ơi cái kéo con ha, con sống à. Bén bá cháy luôn. Nhầm cây vậy đó, nhầm cây nó bén mặt hố luôn ha. Nè. Rồi cái này hoa văn đẹp ghê không? Kéo bước. Đó, nhầm cây nó bén là nó bén à. Bén cắt cái là nó bén à. Còn cây nào không bén mấy chú gì mài là chịu khó mài lại tiền ha. Đó. Rồi kéo bếp nè. Rồi một cây cọc giấy luôn. Cái xịn luôn. Rồi cái kéo này mới dễ thương nữa nè. Kinh du. Rồi cây này bén. Cắt con mũi được luôn. 63, 100.000 luôn. 64. Trời cây nào cũng cắt hết chân lâu vậy ta. Nay nhiều à. Đó mấy cái này bấm tôn bấm gốc mấy chú nha. Cái mấy mũi này á mấy chú cắt được tôn dày á mà nó bấm móc. Rồi một cái kéo bếp nè. Cho này bán mấy chú khỏi chê. Rồi cây kéo cá. Và kéo cá hôm nay nhìn. Đó. Không. Ba bén hay là ba bén à. Tashima. Cái lưỡi. Rồi mấy cái kéo này bén khỏi bàn luôn mấy chú. Rồi 64, 100.000. 65. Đây. 8 đồng là mấy kéo cá này mấy anh chú về. Ủa mấy chú úp này, ủa mấy kéo này mấy anh chú về á. Bằng cá thì thôi siêu bén. Đó, ba cháu. Tỉa đó nè. Rồi số 65 ha, 100.000. Rồi mấy chú ôm cái combo nào thì chốt nha. Rồi 66. Rồi dít. Đây dít đóng. Đóng cắn gỗ. Đây, sale. Mấy cây này mũi dít đẹp nha. Mà do nó chóc xi mấy chú nha. Đó. Cây dít điện tử đó nè. Cây dít hai đầu nữa nè. Đó, nhỏ lớn anh chú ha. Một cây lụi nữa nè. Đó. Rồi 66 ha, 150.000. 67. 67 cây kéo này, kéo này của Đài Loan anh chú nha. Kéo này nó bị cứng gì đó, nó bị nghiễn qua một bên anh chú. À. Thôi để nghiễn bên ha. Cái khâu vô này nó giống bị nứt luôn trời. Rồi nó bị nứt. Cái này
cái này nó tháo khớp dặn ra dùng cái từ này ghê quá, dùng cái từ mà không dám mùi kéo luôn. Cái này lắp ra lắp ráp là nó dài ngắn đó bên chú, dặn ra cái mình kéo xuống cái mình dặn lại là đầu nó cứng rồi đó bên chú cắt ha. Cái tay này nó mắc mẹ cái nút đây rồi, cái này nó có cái nút đây, nó mắc cái nút rồi nè. Tay cầm này nó có bằng thun nè, cầm cho nó dễ dở, nó không có bị trơn á đó. Nhưng mà cái này mấy chú mà muốn xài bền nó về mấy chú lấy cọng kẽm quấn cái này lại nha, này nó nuốt nước rồi nè, này nó bị cứng á, trời nó chợt qua bên luôn nè. Cái lưỡi á, thì tiền thấy nó bén lắm á, tiền chưa cắt mà tiền thấy nó bén. Cái cây này á, nó dài lắm mấy chú, tháo ra là nó dài tới 73 năm đó. Cái này của Đài Loan mấy chú nha, không phải của Nhật đâu. Cái gì nhìn nhìn cái này nè, cái này mấy chú cắt cắt được cây 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 lớn nè mấy chú, mà cắt mà là tới cái cây có cái cây nè, nhánh mà nhánh lớn á là bánh chú để ngay chỗ này nè, bánh chú cắt nó đỡ bị không có bị mẹ lưỡi nè. Nè cái này tiền cắt một tay nè ha, nó lưỡi nó còn rất là bén nó, rồi nhìn nó niễn niễn bên chỗ này, nó cho nó nước gì có gì mấy chú sửa lại hay là nó ngay là sao á ha. Nó rồi không mấy chú dặn ra cái chú xiết lại. Rồi khi mà mấy chú thâu gọn lại thì nó còn dài được 57 á. Rồi số 67 này 90.000 ha. Cái này mấy chú sửa lại cái nó hơi định hơi điển. Rồi mấy cái cán gỗ này của mấy con cưng, cái này cũng cái này thì nó dài được 48 nè ha, cán gỗ thép đó nè. Này Kamaki nè, này hãng Kamaki, Kamaki của Nhật đó. Từng cắt một tay á, không có cầm được đâu mà cắt rất là bén mấy chú nha, mấy cái lưỡi này cực kỳ bén. Rồi số 68 ha, 90.000, cây này cây ngắn. Rồi 69 nè, 69 cây này rồi đất ơi, cây này nó dài được 64 mấy chú ha, 64 tem chóc. Cây này gỗ nó còn đẹp mấy chú ha, gỗ thép đó nè, lưỡi thép đó nè ha, đó lưỡi nó còn đẹp luôn ha. 69 mã số cuối cùng đó, rất là bén mấy chú ha. Mấy cây này mấy chú về xài cắt cành, cắt hàng rào rồi tỉa hàng rào rồi bén thép rồi đẹp. Rồi cái mã 69 này 120.000, kết thúc cái video ngày hôm nay luôn. Tiền xin cảm ơn mọi người đã xem kênh và ủng hộ ha. Xem kênh thấy thích thì cho Tiền xin một like, và ai chưa đăng ký kênh mình đăng ký kênh để cập nhật cái video tiếp theo Tiền đăng ha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Bye bye.